Hello, xin chào anh em nha. Thì một tí nữa mình phải đi giao mấy cái hũ này cho khách. Thì sẵn có một cái loại protein nó cũng khá là lạ, cho nên là mình làm một cái video mình chia sẻ với anh em, review sơ sơ nha anh em. Thì cái protein này mình nghĩ chắc cũng rất là ít người xài, tại vì đây là protein thực vật nha anh em. Thực vật chứ không phải là động vật, nó không giống như cái loại protein này. Tại vì thường thì anh em mình đi tập gym thì rất là hay sử dụng protein thực động vật. Nhưng chỉ có những bạn mà ăn chay, không sử dụng bất cứ những cái sản phẩm gì của động vật, ví dụ như là phô mai nè, sữa tươi nè, hoặc là bánh kem này kia đó, những cái loại đó mà những anh em mà ăn chay mà tuyệt đối không sử dụng, có nghĩa là ăn chay 100% luôn anh em, là sẽ không sử dụng đến protein từ động vật giống như mấy này, mà sẽ sử dụng cái loại protein này. Thì cái này là cũng không có xa lạ gì, nói chung là hàng này hàng BBT nha anh em, hàng BBT. Thì trước giờ thì rất là mình cũng rất là ít để ý đến mấy cái loại protein này, nhưng mà hôm nay có một bạn đặt hàng đó thì mình lấy về và giao cho bạn đó. Nói chung là cái này cũng khá là mắc nha anh em, hàng có đông cách. Mình tính tư vấn cho bạn này xài hàng của San, cái loại Ravusan anh em, nhưng mà cái loại đó đang hết hàng. Thì cái loại kia nó sẽ rẻ hơn cái này một tí. Loại kia là nó khoảng 1.6 triệu, 1.650 triệu gì đó, nhưng mà nó cũng gần 2 kg một hộp. Còn cái loại này thì hộp này chỉ có nửa ký nè anh em, 567 gram, hơn nửa ký chút xíu, mà nó tới 900.000 anh em, rất là mắc nha. Xem cái thành phần đó nè, đây nè, 900.000 mà một liều nó chỉ có 20 gram rồi thôi nha, không có cao như là protein của động vật. Calo thì là 130 nè, tổng phát 3 gram, không có trans fat và không có cholesterol. Đồ của thực vật nó rất là tốt vào cái phần này nha nè, không có cholesterol. Sodium thì 300 mg, tổng cáp là 4 gram nè, chất xơ là 3 gram nè, đường thì dưới 1 gram nè, 20 gram rò. Thì cái này nó có 4 nguồn protein thực vật nha anh em. Đó, đây. Nó mắc tiền và nó tốt là ở trong này anh em. Thì cái này là hàng tốt chứ không phải là hàng thường nha anh em. Nó là hàng cao cấp á. Protein từ hoa hướng dương nè. Đó. Rồi protein từ đậu nè. Rồi protein từ gạo nâu. Còn ở dưới là hạt bí ngô. Protein từ hạt bí ngô đó. Thì nó có 4 nguồn protein khác nhau, thì nó trộn lại với nhau, nó làm ra một cái loại protein hoàn chỉnh. Vậy thôi. Cái này hàng BT nha anh em, BBT. Chung là hàng này chắc cũng rất là ít anh em xài, rất là ít người đi quan tâm tới. Thì trước giờ mình cũng chưa có làm cái video nào mà review về protein thực vật hết, cho nên là mình cũng chẳng có biết mùi vị của nó như thế nào. Cái này là vị sô-cô-la nè anh em. Phải chi mà anh bạn này cho mình xin một muỗng hoặc là nửa muỗng để mà mình làm một cái clip và mình khui, mình thử vị, mình review cho anh em thì hay quá, nhưng mà đáng tiếc là không được. Không biết cái vị sô-cô-la này của nó có giống với lại sô-cô-la của hàng Asulin này không, thì mình nghĩ chắc là ngon đó. Mình có tìm hiểu sơ sơ ở trên website thì nó là mùi vị rất là ngon anh em, rất là ngon. Thì ngon như thế nào thì mình cũng chẳng biết, chỉ biết là ngon thôi. Đát của nó là tháng 3 năm 2023, là đát rất là xa nha anh em, đát rất là xa. Thì hàng này khá là mắc tiền đó, gần 1 triệu mà chỉ có 18 serving nè anh em, 18 liều dùng, 1 liều dùng của nó là 31.5 gram, khá là mắc. Sẵn đây thông báo anh em luôn là insulin của mình cũng sắp hết rồi nha anh em. Hiện tại mình chỉ còn 2-3 hũ là hết rồi, tại vì công ty đang hết hàng đó. Mình có nghe nói là đâu đó khoảng tháng 2, giữa tháng 2 hoặc cuối tháng 2 mới có hàng lại. Thì khi nào mà có hàng thì mình làm video mình chia sẻ với anh em sau. Thì hiện tại bây giờ mình đang sắp sửa hết hàng, cho nên là bạn nào mà có cần thì sớm liên hệ với mình nha, thì sẽ còn. Còn nếu không thì mình phải đợi khoảng tháng, hơn tháng nữa mới có lần. Tôi xin chào mọi người nha. Thì bây giờ mình xin kết thúc cái clip của mình ở đây, và mình chuẩn bị đi giao cái này cho một bạn ở gần chỗ mình. Thì anh em có cái thắc mắc hay là muốn đặt hàng hay là muốn ủng hộ mình đó, thì anh em liên hệ với mình ở cái số Zalo bên trong màn hình nha, và là cái đường link Facebook mình vẫn để phía bên dưới cái phần mô tả video. Anh em chịu khó nhấp vào đó và muốn mình tư vấn gì thì mình biết mình sẽ tư vấn anh em thôi. Bye bye mọi người nha.